Xin chào các bạn Trong cái video này chúng ta sẽ nói tới một số những cái thông tin Như là cái thông tin liên quan tới Tổng thống Donald Trump bây giờ Là sức khỏe như thế nào Tại vì hồi sáng nay chúng ta cũng nhận được những cái thông tin mới nhất Đến từ những bác sĩ mà đang chăm sóc cho Tổng thống Donald Trump Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ngày 4 Tây tháng 10 Và kế tiếp chúng ta sẽ xem coi là cái thị trường tài chính Và nhất là trường crypto phải như thế nào đối với những cái thông tin này Kế tiếp chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái thông tin khác liên quan tới tình hình của thị trường crypto và thường cũng dành một ít thời gian để mà chia sẻ với các bạn cái tình hình hiện tại liên quan tới yield farming và cũng muốn cập nhật các bạn liên quan tới cái cuộc thử nghiệm đầu tư vào Uniswap của thượng là bây giờ đã đến đâu và cuối cùng chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin liên quan đến Binance US tại vì có rất nhiều bạn sống ở Hoa Kỳ và muốn tham gia vào sàn Binance thì các bạn cần phải tham gia vào sàn Binance US Thu sẽ có cái phần hướng dẫn ở phần cuối của video này để cho hướng dẫn các bạn làm sao để có thể là tạo một cái chương mục ở trên Binance.us và chúng ta cũng sẽ cùng nhau bốc thăm trúng thưởng, quay trúng thưởng cho những bạn nào mà để lại comment trong cái video ngày hôm qua và đây sẽ là bạn trúng thưởng thứ 10 và sẽ là bạn trúng thưởng cuối cùng trong cái đợt quay trúng thưởng đợt này được tài trợ bởi SnapX Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì trước hết tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ về cái tình hình của tổng thống Donald Trump thông qua những gì đã được chia sẻ bởi những bác sĩ mà đang chăm sóc cho tổng thống thì các bạn thấy được là có 3 điều chính đã được chia sẻ hồi sáng này hồi ngày chủ nhật tại Hoa Kỳ ngày 4 tháng 10. Điều đầu tiên hết là các bạn thấy là tổng thống đã trải qua hai lần giảm nồng độ oxy trong quá trình bị nhiễm dịch bệnh nhưng mà tình trạng hiện bây giờ của tổng thống vẫn tiếp tục được cải thiện. Đây là cái thông báo được chia sẻ bởi bác sĩ Sean Conley, nghĩa là cái bác sĩ mà điều trị chính cho tổng thống. Cái đó nữa các bạn thấy được là tổng thống Donald Trump đang được sử dụng một cái thuốc gọi là Dexamethasone. Đây là một cái thuốc dùng để mà trị cái chứng viêm của những người mà bị nhiễm dịch bệnh Nhưng mà thường là chỉ dùng để cho những người nào mà có những triệu chứng nặng Thường sẽ trở lại và nói về cái phần này thêm một chút nữa Tại vì đây sẽ là một cái phần mà các bạn sẽ tìm thấy những cái thông tin rất là nhiều trên mạng hiện tại Và điều thứ ba được chia sẻ là các bác sĩ cho biết là tổng thống có thể được xuất viện sớm nhất là vào ngày thứ hai để tiếp tục điều trị tại Nhà Trắng có nghĩa là có thể xuất viện vào ngày mai nếu như mà hôm nay là tiến triển tốt và không có trở ngại gì thì các bạn thấy được là những cái thông báo này chủ yếu là cũng rất là tốt đối với lại sức khỏe của Tổng thống Donald Trump nhưng mà một trong những điều mà các bạn có thể tìm thấy được ở trên mạng đó chính là nhiều người thì đặt hai câu hỏi câu hỏi đầu tiên hết đó chính là cái việc mà Tổng thống Donald Trump đã trải qua hai lần giảm nồng độ oxy Tại vì các bạn thấy là cái thông báo ngày hôm qua được chia sẻ cũng là từ những bác sĩ này thì cho thấy là tổng thống Trump là có sức khỏe rất là tốt nhưng mà sau đó chúng ta lại nhận được những cái thông tin đến từ chánh văn phòng nhà trắng đó chính là Mark Meadows thì có những cái lời nói cảm thấy là tổng thống Trump tình trạng không có tốt như là những gì được thông báo bởi những cái bác sĩ mà đang chăm sóc cho tổng thống Donald Trump cho nên chúng ta nhận được rất là nhiều những cái thông tin và rất là nhiều những cái tin đồn hiện bây giờ là có nên tin những cái lời thông báo được chia sẻ bởi bác sĩ Sean Conley hay là không. Và các bạn thấy được là đó là điều đầu tiên, điều thứ nhì đó chính là liên quan tới cái sự thông báo là tổng thống đã được sử dụng dexamethasone thì như là những gì chúng ta thu thập được thì các bạn thấy được là đây là một cái thuốc mà dùng cho những cái bệnh nhân mà nhiễm dịch bệnh mà có triệu chứng nặng thì nhiều người cho là tại sao lại phải cho tổng thống sử dụng cái thuốc này nếu như mà tình hình là rất là lạc quan như những bác sĩ nói thì các bạn thấy được là những thông tin này là những thông tin mà đối với thị trường tài chính thường cảm thấy là cũng không có quan trọng nhiều về mặt tài chính, tại vì điều quan trọng nhất đây chính là hiện bây giờ tình hình hiện tại của tổng thống là như thế nào và tình hình hiện tại của tổng thống dựa theo những bác sĩ là đang hồi phục lại và rất là lạc quan và các bạn cũng đã thấy được là có thể xuất viện sớm nhất là vào ngày thứ hai nghĩa là ngày mai thì đây mới là điều mà chúng ta cần phải lưu ý đến và khi mà chúng ta nhìn vào tình hình của thị trường tài chính hiện tại thì đương nhiên bây giờ là chủ nhật các bạn thấy được là chủ nhật thì không có thị trường chứng khoán nhưng mà vẫn có thị trường futures thì chúng ta nhìn vào thị trường futures đã mở cửa thì sự ảnh hưởng của những thông tin này đến thị trường futures là như thế nào các bạn thấy được là sự ảnh hưởng là khi chúng ta nhìn vào Dow futures thì đã tăng lên 0,46% tăng 127 điểm S&P Future thì đã tăng 0,44%, tăng 14 điểm và Nasdaq Future đã tăng 0,58%, tăng 65 điểm. Và chúng ta nhìn vào thị trường crypto nói chung, các bạn thấy được là có rất nhiều màu xanh ngày hôm nay, Bitcoin thì các bạn thấy trong vòng mấy ngày qua đã cho chúng ta thấy được là cái sức mà giữ 10.500 đô rất là mạnh, mặc dù là có rất nhiều thông tin xấu chúng ta đã nói tới trong cái video mà thường đã chia sẻ ngày hôm qua những thông tin liên quan tới bịch liên quan tới cái vụ mà tổng thống bị bệnh các bạn thấy được là Bitcoin vẫn tiếp tục giữ được 10.500 đô và bây giờ đã tăng 1,25% bây giờ mức là 10.616 lúc một hàng làm video này thì chúng ta nhìn vào Ethereum thì cũng tương tự cũng đã có sự tăng trưởng là 1,55% ở cái mức là khoảng 351 đô lúc mình làm video này và rất nhiều những đồng đã có sự tăng trưởng ngày hôm nay nhất là những cái đồng lớn các bạn thấy được là XRP, uh, BCH ltc, bnb, eos, cardon vân vân đều đã đi theo bitcoin và có sự tăng trưởng. cho nên trên căn bản cái thông tin liên quan tới tổng thống, cái sức khỏe đã hồi phục lại là một tin tức coi như là thị trường ở thời điểm này coi đó là một tin tức tốt và thị trường tài chính thì cũng không quan tâm đến là ai đang nói dối, ai đang uh, có điều gì đó muốn giấu giếm trong vòng hai ngày qua nhưng mà thị trường tài chính quan tâm nhiều nhất đó chính là hiện bây giờ ở thời điểm này tình hình tổng thống như thế nào và những thông tin được chia sẻ bởi những bác sĩ cho thấy được là tình hình rất là tốt và tổng thống có thể xuất hiện ngày mai cho nên các bạn thấy được là thị trường đã có cái sự phản ứng là rất là lạc quan và đã có cái sự tăng trưởng trong ngày hôm nay và chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số thông tin khác nữa liên quan tới thị trường bitcoin thì các bạn thấy được là trong cái thời gian ngắn hạn thì giá cả có thể dao động rất là mạnh nhưng mà một trong những điều mà chúng ta cần phải lưu ý đến mỗi một lần mà các bạn cảm thấy là lo lắng hay hoang mang thì các bạn cần phải zoom out cái này các bạn cần phải nhìn vào giá cả của Bitcoin trong thời gian dài hạn hơn để có thể nhìn thấy được một cái bức ảnh toàn diện về tình hình tiến triển giá cả của BTC. Các bạn thấy được là từ khi mà Bitcoin có giá cả mà được người ta theo dõi thì cái đường phía bên trên này ở của cái biểu đồ này các bạn thấy được là giá cả thì có lúc tăng mạnh, có lúc xuống mạnh và cứ liên tục tăng và giảm liên tục. Nhưng mà các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào cái tình hình dài hạn và chúng ta nhìn vào cái đường màu đen này, đây chính là cái đường màu đen giá trung bình tính theo hàng tuần của BTC. Thì các bạn thấy được là giá trung bình hàng tuần của BTC thì chỉ có xu hướng là tiếp tục tăng và tiếp tục tăng từ năm 2013 cho tới bây giờ. Và bây giờ là cái giá trung bình của BTC đã lên tới 6.800 đô. Cho nên các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào giá các BTC chúng ta không quan tâm đến những cái đợt mà tăng mạnh hay là xuống mạnh mà chúng ta chỉ nhìn vào cái giá trung bình hàng tuần thì giá trung bình hàng tuần vẫn tiếp tục và tiếp tục tăng lên trong một cách nhìn nào đó các bạn thấy được là giá của Bitcoin vẫn tiếp tục đạt được đỉnh mới khi mà chúng ta nhìn vào cái giá trung bình 200 WMA nghĩa là cái giá 200 tuần trung bình và trên Twitter ngày hôm nay cũng có một cái thuyết mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái thuyết À, được chia sẻ bởi St. Louis Fed có nghĩa là cục dự trữ liên bang của St. Louis thì đây là một cái biểu đồ, cái biểu đồ này cho chúng ta thấy được là cái phần trăm mà người Hoa Kỳ save có nghĩa là cái phần trăm mà người Hoa Kỳ để dành tiền thì các bạn thấy được là đây là một cái biểu đồ rất là thú vị và Thuận vẫn chưa có rõ có sức ảnh hưởng nhưng mà có hai điều mà Thuận cảm thấy là sẽ có sức ảnh hưởng đối với thị trường tài chính nói chung, chúng ta hãy nhìn vào cái biểu đồ này, các bạn thấy được là trước hết là khi mà chúng ta thấy là khoảng chừng là đầu năm 2020 khoảng chừng là tháng 3 thì lúc đó chúng ta thấy được là cái số lượng người Hoa Kỳ mà đã lưu trữ tiền có nghĩa là họ để dành tiền đã tăng lên rất là đột ngột so với là những năm trước đây một chuyến điều mà có thể là nhiều bạn không rành như các bạn không sống ở Hoa Kỳ đó chính là người dân Hoa Kỳ thường thì không có thói quen là lưu trữ tiền bạc không thói quen là để dành tiền cho nên cái việc mà đột ngột có rất nhiều tiền được dự trữ là một trong những cái điều mà rất là bất ngờ. Và một trong những điều mà Thùng đã từng chia sẻ với các bạn đó chính là chúng ta nhìn vào những thông tin trước đây là cái số tiền mà người Hoa Kỳ để dành à, đã lên tới cái mức là 2 tỷ đô la. thì nhớ là khoảng chừng 2 tỷ đô la. Có nghĩa là một cái mức mà để dành tiền cho ngân hàng, có thể nói là cái số tiền mà để dành trong ngân hàng đã đạt tới cái mức kỷ lục và rất là bất ngờ thì tại sao lại đột ngột có nhiều tiền mà để dành cho ngân hàng như vậy đó chính là liên quan tới dịch bệnh các bạn thấy được là trong thời gian dịch bệnh thì có rất nhiều người Hoa Kỳ họ đã lựa chọn là để dành tiền thay vì là họ dùng cái số tiền đó để mà mua sắm những dịch vụ những hàng hóa ở trong thị trường họ lại lựa chọn là dành tiền tại vì họ sợ là không biết là ngày mai sẽ ra sao lúc mà tháng 3 tháng 4 thì có rất nhiều người hoang mang và sau đó chúng ta thấy được là có những cái đợt mà có hỗ trợ như là cái đợt đầu tiên mà có cái số tiền 1.200 đô gửi đến cho người dân thì các bạn thấy được là có nhiều dẫn chứng cho thấy là người dân không có xài số tiền đó mà họ để dành trong ngân hàng và đương nhiên những cái số tiền mà được gửi đến cho những doanh nghiệp nhỏ nhiều doanh nghiệp cũng để dành hay là cái số tiền mà gửi đến từ liên bang để mà cung cấp tiền thất nghiệp thì nhiều cũng để dành tại sao thì như các bạn cũng đã biết là lúc tháng 3, tháng 4 nhiều người rất là hoang mang không biết là kinh tế sẽ kéo dài trong tình trạng bế tắc như thế nào và cũng như là nhiều công ty thì họ không có muốn mua sắm nhiều họ cũng không, không có muốn là mở thêm chi nhánh trong cái thời điểm mà có dịch bệnh nhiều người thì lại sợ là bị lay off bị sa thải cho nên sẽ không sử dụng tiền dẫn đến là chúng ta thấy có cái số lượng tiền để dành trong ngân hàng rất là cao từ người dân của Hoa Kỳ nhưng mà các bạn thấy được là ngay sau đó thì chúng ta lại thấy cái số tiền này đã giảm đi liên tục và thật ra đã giảm liên tục 4 tháng. Thì trong cái bài đăng này cho thấy được là từ tháng 7 đến tháng 8, cái phần trăm đã tiếp tục giảm từ 17,7 xuống 14,1%. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái số tiền mà phần trăm mà người dân Hoa Kỳ để dành ngày lại càng đi xuống và gần như đã muốn trở về cái mức như là trước đây. Tại sao? Thì đây là một trong những điều mà thường vẫn chưa có rõ. Các bạn thấy được là có hai lý do thì có thể nghĩ đến được. Lý do đầu tiên đó chính là người dân của Hoa Kỳ đã có lòng tin hơn về nền kinh tế cho nên họ sử dụng cái tiền mà nằm trong ngân hàng của họ để mà họ đi mua sắm hàng hóa, họ đi mua sắm dịch vụ dân dân. Nhưng mà các bạn thấy được là tình hình của nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn chưa có được hồi phục trở lại. Các bạn thấy được là khắp mọi nơi ở Hoa Kỳ thì đã có nhiều nơi đã cho mở cửa trở lại nhưng mà vẫn phải đi theo nhiều quy định và hạn chế rất là nhiều. Cho nên các bạn thấy được nếu như nói như là người dân đã có cái sự an tâm hơn và người dân dùng tiền để dành cho mình trong vòng mấy tháng qua để mà tiêu xài thì chúng ta không thấy được dẫn chứng là người dân tiêu xài nhiều tại vì bây giờ nền kinh tế hồi phục vẫn còn rất là yếu dẫn đến cái bạn thấy được là cái sự đàm phán khu có hỗ trợ một lần nữa lại bùng nổ và mọi người đều muốn có một cái hỗ trợ kế tiếp để mà hỗ trợ nền kinh tế nếu như mà thật sự là người dân có lòng tin hơn và dùng tiền để dành cho mình để mà mua sắm mua dịch vụ mua hàng hóa thì nền kinh tế sẽ hồi phục lại nhưng mà chúng ta thấy là đó không phải là những gì chúng ta đang chứng kiến cho nên cái cơ hội đó không có cao và thứ nhì có thể là người dân của Hoa Kỳ dùng số tiền này để mà đầu tư vào thị trường chứng khoán nhất là các bạn thấy được là giá chứng khoán có liên tục tăng lên thì đây là một khả năng thường cảm thấy là cao hơn có thể là trong thời gian mấy tháng qua cái số tiền mà đẩy vào thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ để mà đẩy giá cổ phiếu lên là đến từ người dân của Hoa Kỳ dùng tiền để dành này để mà đẩy vào trong thị trường chứng khoán để mà kiếm lợi nhuận nếu như đó là sự thật thì các bạn thấy được là cái số tiền này đã gần như hết rồi đây là một trong những cái vấn đề thường cảm thấy là rất là xấu nếu như đây là sự thật có nghĩa là trong thời gian tới đây sẽ không còn nhiều tiền như là cách đây mấy tháng để mà tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán để mà tiếp tục bơm phòng giá cả của chứng khoán lên thì chứng khoán có thể là sẽ gặp nhiều rắc rối thì đây chính là những cái suy nghĩ ban đầu của thuận khi mà thuận nhìn thấy cái biểu đồ này được chia sẻ bởi sang louis fed ngày hôm nay các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở phía dưới và bây giờ thuận muốn chia sẻ với các bạn một số những thông tin liên quan tới yield farming những cái ứng dụng DeFi thì các bạn thấy là ở trên trang web CoinMarketCap cũng lâu rồi không có sử dụng cái trang web này nhưng mà khi các bạn đi vào trang web CoinMarketCap mà các bạn quen thuộc thì đã có một cái nơi gọi là yield farming các bạn bấm vào cái nút yield farming này ở trên coinmarketcap các bạn thấy được là nó sẽ list ra rất là nhiều những cái mạng lưới khác nhau và bây giờ lợi nhuận như thế nào các bạn có thể là dễ dàng tìm thấy được là những cái nền tảng khác nhau thì bây giờ lợi nhuận khi các bạn tham gia vào yield farming những cái ứng dụng defi là lời bao nhiêu thì các bạn thấy một trong những điều ngay lập tức đó chính là cái phần trăm lợi nhuận bây giờ cũng đã coi như là trở lại một cái phần trăm là bình thường đối với thuận các bạn thấy được là khi tôi nhìn vào Uniswap thì bạn có đã biết là thuận tham gia vào cung cấp tính thanh khoản cho Uniswap và thuận tham gia vào cung cấp tính thanh khoản cho cái pool là Ether và Wrapped BTC thì bây giờ lợi nhuận là 23,18% không phải là cái pool mà có lợi nhuận cao nhất cái pool mà có lợi nhuận cao nhất đó chính là Ether Dai hiện tại và những pool khác các bạn thấy là điều cao hơn là cái pool mà thường đang sử dụng đó chính là Ether BTC thì những mà nào mà không rành về những gì mình thường đang nói các bạn có thể xem là những video thường làm trước đây để thường cho các bạn thấy được là cái video nào đó chính là cái video 721 và 720 nhất là 720 đây là một cái video sẽ giải thích các bạn hiểu được cái khái niệm đó chính là impermanent loss đây là một cái khái niệm rất là quan trọng liên quan tới DeFi Nếu mà nào mà không rành thì có thể xem lại video 720, 721 ở trên channel này Để hiểu rõ hơn là tham gia vào đạo đồng UNI, tham gia vào u farming để có lợi nhuận là như thế nào Thì trở lại, các bạn thấy được là thường đã chia sẻ tại sao thường lựa chọn cái pool Ether Rap BTC Mặc dù là phần trăm lợi nhuận là thấp hơn những cái pool khác Đó chính là liên quan tới đầu tiên là thường lo sợ về cái vấn đề impermanent loss và có thể được là impermanent loss ở trên Uniswap là rất là cao cho nên Thuận lựa chọn là Ether Wrap BTC để có thể giảm đi rủi ro bị impermanent loss và thứ nhì nữa là Thuận muốn lấy được những cái đồng UNI mà Thuận không muốn lưu trữ một cái đồng kia là đồng ổn định Cũng có thay được những cái pool khác như là Ether USDC, Ether USDT và Ether DAI đều là những cái pool có độ ổn định Thuận chỉ thích những cái pool mà có hai đồng mà Thuận đều đang lưu trữ đó chính là Bitcoin và Ethereum Tuy nhiên, Bitcoin đây chính là wrapped BTC nghĩa là Bitcoin trên mạng lưới của Ethereum. Và tương tự khi mà các bạn nhìn vào cái pool của Curve thì cái pool của Curve bây giờ phần trăm còn thấp hơn là của Uniswap mình thấy được là 11%, 11%, 7%, 5% và các bạn nhìn vào ngay cả cái mạng lưới của Sun thì các bạn thấy được là mạng lưới của Tron bây giờ thì cái ứng dụng sân bây giờ các bạn thấy được là phần trăm thì cao hơn nhưng mà đã trả trở về so với lại trước đây các bạn thấy được là vẫn cao so với điều Uniswap nhưng mà bây giờ là các bạn thấy được là Tron Pool là chỉ có 20% mà thôi các bạn thấy được là những cái pool khác thì có thể có lợi nhuận lên tới 85%, 83% nhưng mà cách đây chỉ có vài ngày là lên tới mấy trăm phần trăm Tại vì sao? Tại vì có thấy được là cái pool này là dựa vào bao nhiêu người tham gia cũng như là cái pool này reward là như thế nào nghĩa các bạn nhận được cái lợi nhuận như thế nào thì sẽ ảnh hưởng đến cái phần trăm nhưng bây giờ là đã, đã dưới 100 chúng ta nhìn vào ngay cả sushi swap các bạn nhớ là sushi swap là một cái pool mà nhiều người có thể có được lợi nhuận ban đầu lên tới mấy ngàn phần trăm bây giờ các bạn thấy là đã đi trở xuống và 20 phần 16 phần trăm 40 phần đây là cái phần trăm hiện tại ở trên những cái ứng dụng DeFi lớn thì các bạn thấy là lý do tại sao mà nó trở lại như bình thường tại vì cái cơn sốt DeFi đã hạ xuống một chút cái cơn sốt phân mình cũng đã hạ xuống một chút cho nên cái phần trăm cũng sẽ hạ xuống theo và một trong những cái điều mà ảnh hưởng rất là lớn đối với phần trăm lợi nhuận của những cái pool này đó chính là cái đồng mà các bạn được tặng ngoài trừ các bạn được hưởng cái phí giao dịch trên bạn lưới ra cái đồng mà các bạn được tặng đó là giá cả trên thị trường là bao nhiêu thì trong thời gian gần đây các bạn thấy được là những cái đồng như là đồng sushi đồng uniswap À, đã có cái sự xuống giá trên thị trường, đi xuống giá cùng với lại Bitcoin và Ethereum cho nên cái phần trăm lợi nhuận sẽ đi xuống theo. Nếu như mà những đồng như là UNI hay là đồng Sushi mà có sự tăng trưởng về mặt giá cả thì phần trăm này cũng sẽ tăng trưởng theo. Hy vọng là các bạn hiểu cái khái niệm là cái phần trăm này sẽ thổi như thế nào và đương nhiên càng nhiều người tham gia cung cấp tính thanh khoản cho những cái pool trên Uniswap đi thì phần trăm sẽ càng thấp xuống nếu như mà cái nhu cầu là không có cao cái nhu cầu mà người ta sử dụng cái ứng dụng Uniswap để mà giao dịch không cao thì đương nhiên là cái số tiền mà các bạn lấy được cái số phí mà các bạn được chia sẽ thấp xuống tại vì không có nhu cầu cao đây là hai cái điều mà ảnh hưởng rất là lớn đó chính là cái nhu cầu sử dụng Uniswap và cộng với lại cái đồng Uniswap là có giá trị bao nhiêu khi mà các bạn tham gia vào để mà đào những đồng như là UNI, CRV hay là đồng Sơn hay đồng Sushi. Và như bạn có đã biết là Thuận tham gia vào cung cấp tính thanh khoản cho Uniswap khoảng chừng là 5 ngày trước đây. Thì trong vòng 5 ngày qua thì tình hình như thế nào? Các bạn hãy nhìn vào cái thống kê hiện tại thì cái số lượng Ethereum mà Thuận dùng để tham gia vào cũng đã, cũng đã nhớ là 20,093 Ethereum Tại vì thực ra thằng chỉ muốn sử dụng 20 Ethereum mà thôi nhưng mà phải trả phí cho nên lên tới là 20,093 và cái giá hiện tại lúc mọi người làm video này là 352 đô 31 cent cho một đồng Ethereum có nghĩa là nếu như mà thường vẫn lưu trữ 20 đồng Ethereum đó trong ví thì cái giá trị tính theo đô la là 7.078.96 cent Bây giờ các bạn thấy được là trên Dbank thì cái số phần trăm của cái pool thường có là các bạn thấy được là bây giờ là 0,33 đồng rap BTC và 10,02 đồng Ethereum đáng giá là 7.056 đô và 22 cent cộng với lại cái số đồng Unai thì được thưởng là khoảng 7,18 đồng Unai trong vòng 5 ngày qua thì khi chúng ta nhìn vào cái giá trị đồng Unai hiện tại là 26 đô 77 cent thì cộng hết hai cái này lại các bạn thấy được là hiện bây giờ là thuận có 7.082 và 99 cent thì con số này thì cũng nhiều hơn là con số mà thường lưu trữ TV mà không làm gì hết có nghĩa là nếu như thường lưu trữ Tether mà không làm gì hết thì bây giờ chỉ có 7.078 nhưng mà vì thường tham gia vào đào đồng UNI ở trên Uniswap cũng tính thanh thoảng cho nên bây giờ là cái số tiền lên tới 7.082 đô thì các bạn thấy được là cái số lợi nhuận nó không có nhiều nhưng mà chúng ta chỉ mới bắt đầu chỉ có 5 ngàn mà thôi và cái phần trăm lợi nhuận này sẽ thay đổi rất là nhiều dựa theo hai yếu tố mà thường mới vừa nói tới nếu như mà có nhiều người lên trên Uniswap để mà thay đổi đồng rap BTC và đồng Ethereum thì chúng ta sẽ thấy là cái phí mà thường nhận được từ giao dịch sẽ cao hơn và nếu như mà đồng UNI mà có sự tăng trưởng về mặt giá cả thì phần trăm lợi nhuận cũng sẽ cao hơn đây là hai điều mà sẽ quyết định lời lỗ sau này và các bạn cũng đã thấy là cái số Ethereum mà thường có và cái số rạp BTC thì bây giờ trong cái pool dựa theo DBank thì khác biệt so với lại cái số thường có ban đầu ban đầu thường có 10 đồng Ethereum và 0,33 đồng rạp BTC nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là thường đã có hơn đồng Ethereum tại vì phí giao dịch và đương nhiên các bạn thấy được là cái phần trăm giữa rạp BTC và Ethereum sẽ thay đổi tùy theo là trong cái pool đó phần trăm người ta mua bán như thế nào đây là cái lý do tại sao mà thường lựa chọn Ethereum wrap BTC tại vì thường có thể chấp nhận lưu trữ Ethereum hay là BTC và hai đồng này là di chuyển thường là cùng một cái nhịp cho nên sẽ giảm đi một phần cái rủi ro bị impermanent loss và nói tới những cái đồng DeFi thì các bạn thấy được là thị trường DeFi những cái đồng như là đồng WiFi, đồng Yield Finance đã đi xuống rất là nhiều các bạn thấy là lúc mình thường làm video này đồng WiFi chỉ còn có 18.191 đô mà thôi có nghĩa là ngày hôm nay lại xuống 12,67% so với cái mức cao nhất là các bạn thấy được là khoảng chừng giữa tháng 9 là lên tới là 42.000 đô cho một đồng wifi và đồng Uniswap cũng vậy các bạn thấy được là sau khi mà đạt được khoảng chừng là 8 đô thực ra đã có lúc đạt được 15 đô nhưng mà cái lúc đó chỉ đạt được trên sàn Binance mà thôi thì các bạn thấy được là tôi không tính cái 15 đô đó tôi chỉ tính là lên tới khoảng chừng là 8 đô thì bây giờ đã đi trở xuống chỉ còn có 3 đồng 68 cent thì thuận lại nhận được một số những cái câu hỏi của các bạn là những cái đồng mà DeFi bây giờ như là WiFi, à, đồng UNI, những cái đồng này là mới một tháng trước là những đồng rất là hot, ai cũng muốn lưu trữ sử dụng những cái đồng này, ai cũng muốn là sở hữu những đồng này thì bây giờ tình hình những đồng này đi xuống mạnh như vậy thì có nên lưu trữ hay là không? Thì các bạn thấy được là đây là một trong những điều mà các bạn cần phải hiểu là những đồng này dùng để làm gì. Bản thân thuận thì các bạn biết là thuận vẫn tiếp tục lưu trữ đồng UNI và thuận tham gia vào đào ở trên mạng lưới Uniswap thì đương nhiên là thuận muốn lưu trữ đồng UNI lâu dài và thuận lúc nào cũng chỉ muốn nhìn vào những dự án mà thuận chấp nhận lưu trữ ít nhất là 1 tới 2 năm tại vì những cái đồng này nếu như mà Bitcoin tăng trưởng thì Bitcoin cũng sẽ kéo theo những đồng này tăng trưởng. Đây là một trong những cái điều mà các bạn cần phải hiểu nếu như mà những đồng này có thể sống sót đến lúc mà Bitcoin tăng trưởng qua khỏi 20.000 đô và Thuận đã làm rất nhiều những cái video liên quan tới Uniswap tại sao mà Thuận thích đồng Uniswap này. Tại vì các bạn thấy được là đây là một cái mạng lưới mà được rất nhiều người sử dụng và có rất nhiều cập nhật. Các bạn thấy được là ngay cả khi chúng ta nhìn vào đồng Dương đọc Finance cũng là một dự án mà cập nhật liên tục và chúng ta nhìn vào cái số lượng tiền mà được lóc lại trong DeFi thì không phải là giảm xuống mà là tiếp tục tăng lên. Các bạn thấy được đã lên tới 10 tỷ đô la ở thời điểm hiện tại gần như là 11 tỷ đô la. Và chúng ta nhìn vào cái thông tin mới nhất được chia sẻ ngày hôm nay thì cái khối lượng giao dịch mà các bạn thấy được là tính theo đô la giao dịch ở trên sàn Uniswap hồi tháng 9, các bạn thấy được đây chính là cái màu hồng mà chúng ta nhìn thấy trên màn hình thì đã cao hơn là cái khối lượng dịch tính theo đô la của sàn Coinbase. Các bạn thấy được là Uniswap là khoảng chừng 15,4 tỷ đô la giao dịch tháng 9 và Coinbase thì chỉ có là 13,6 tỷ đô la Trong khi các bạn thấy được là Coinbase là một sàn nổi tiếng trên thế giới mà cái khối lượng giao dịch hồi tháng 9 lại không bằng Uniswap Cho nên các bạn thấy được là Uniswap đối với thường vẫn là một cái dự án mà đang được rất nhiều người sử dụng Một cái nền tảng mà được nhiều người sử dụng và có thu nhập, có cái số lượng giao dịch mà các bạn thấy được là cứ tăng theo thời gian cho nên đồng Uniswap tới thượng là một cái mảng đầu tư lâu dài. Và còn về uh, of finance thì không có đầu tư vào đồng này. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào những cái ứng dụng DeFi này các bạn nghĩ là có nên đầu tư vào hay là không thì các bạn phải hiểu trước hết là cái đồng này dùng để làm gì và các bạn có tin vào cái cách hoạt động của đồng này hay là không và các bạn thấy được là trước đây cái lúc mà đồng wifi là 30.000 đô, 40.000 đô thì ai cũng muốn mua hay là đồng Uniswap cái lúc mà 7 đô, 6 đô ai cũng muốn mua nhưng mà bây giờ là ba đồng hay là đồng wifi chỉ còn có 18.000 thì lại không ai dám đụng tới nếu như mà các bạn đã thích những đồng này khi mà cái giá nó là 7 đô, 8 đô cho đồng Unite hay là cái giá nó là 30.000 đô cho đồng Unai Finance thì ở thời điểm bây giờ có thể nói là cái sự phát triển của hai nền tảng này còn nhiều hơn là cách tiền một tháng thì không có lý do gì mà các bạn trước đây thích mà bây giờ lại không thích tại vì trên căn bản thì không có gì thay đổi cả những dự án này vẫn tiếp tục phát triển còn về việc có nên đầu tư hay là không thì việc đó thường không thể giúp các bạn được thường chỉ có thể là chia sẻ những cái thông tin cũng như là chia sẻ là cảm nghĩ cá nhân của Thuận về hai cái dự án này và Uniswap vẫn là một dự án mà Thuận vẫn đang đầu tư còn về đồng dư lập finance thì không có đầu tư vào đồng này nhưng mà cả hai đều ở trên Coinbase và Binance và rất nhiều những cái sàn giao dịch lớn khác và ở phần này của video Thuận sẽ dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ mà muốn tham gia vào sàn Binance tại vì ở phía dưới cái video này các bạn sẽ tìm thấy một cái link các bạn bấm vào cái link đó sẽ dẫn các bạn đến cái trang để mà các bạn sign up cho sàn Binance US những bạn nào sống ở Hoa Kỳ thì chỉ có thể sử dụng sàn Binance US mà thôi không thể sử dụng sàn Binance bình thường thì các bạn có thể tham gia bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này sau đó các bạn bấm vào get started khi mà các bạn vào trang web sau khi bấm vào cái link ở phía dưới video này đó là cái link giới thiệu của thuần Capital các bạn bấm vào get started sau khi các bạn đã đến được trang web Binance US thông qua cái link ở phía dưới sau đó thì các bạn có thể là điền vào những thông tin đơn giản như là điền vào email của mình, điền vào cái mật mã mà các bạn muốn. Sau đó bấm vào cái nút này cho sàn Binance biết là các bạn đã hơn 18 tuổi. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái nút phía dưới để tiếp tục. Cái đó các bạn sẽ thấy được là sàn Binance sẽ có cái này hiện lên thì các bạn cũng đã biết là các bạn chỉ cần là bấm cái nút tròn phía dưới này kéo qua bên tay phải để cho cái hình ở bên trên này khớp vào cái lỗ đã có sẵn trên màn hình sau đó thì các bạn sẽ đến cái trang kế tiếp cái trang này là các bạn cần phải xác nhận email của mình thì họ đã gửi email lại cho các bạn sau khi các bạn đã làm thành công những bước trước đó thì vào email các bạn sẽ tìm thấy sáu con số sáu con số này các bạn cần phải copy và các bạn trở lại để mà để vào cái trang này để các bạn có thể vào bước kế tiếp và cái bước kế tiếp thì các bạn đã thành công để mà đi vào cái account Binance US của các bạn thì thuận khuyến khích các bạn đã nên setup là xác nhận hai yếu tố hay là 2 thì các bạn cần phải setup bằng cách là các bạn có thể bấm vào Google authentication thường không có setup sử dụng SMS tại vì SMS có nghĩa là các bạn nhận được tin nhắn và tin nhắn thì dễ bị hack hơn. Google authentication thì các bạn khó bị hack hơn thì các bạn cần phải tải cái ứng dụng về và thường sử dụng OT, OT là một cái ứng dụng mà thường cảm thấy là tốt hơn So với lại Google Authentication Nhưng mà hoạt động cũng giống nhau Các bạn lên trên App Store hay là Google Play Tự theo các bạn là sử dụng Apple Hay là các bạn sử dụng Android Các bạn vào uh, trên App Store hay là Google Play Để mà tải về ứng dụng Aorti Sau khi tải vào Thì các bạn bấm Next Cái đó thì các bạn uh, dùng cái ứng dụng Các bạn đã tải để mà scan cái QR Code Cái mã để mà các bạn có được Cái số 2 yếu tố Mà các bạn cần thiết sau đó các bạn bấm next. Cái đó thì trên mà các bạn đây là chính là cái bước thứ ba. Bước thứ ba này là cho các bạn một cái mật mã để các bạn có thể lưu lại. Lỡ như mà các bạn quên xác minh hai yếu tố, các bạn có thể dùng mật mã này để mà lấy lại cái hai yếu tố. Sau này nếu như các bạn mất cái điện thoại, các bạn có thể lưu lại hay là các bạn có thể viết xuống. Đó là tùy theo các bạn. Sau đó các bạn bấm next và sau đó thì các bạn có thể là đăng nhập cái mật mã của các bạn sau đó các bạn dùng cái số hai yếu tố ở trên cái ứng dụng Ot mà các bạn mới vừa tải xuống để mà đăng nhập vào thì các bạn đã thành công sau khi bấm submit thì các bạn có thể là thành công để mà xác nhận hai yếu tố kế tiếp nữa các bạn có thể là bấm vào security có nghĩa là bấm vào bảo mật của tài khoản thì các bạn nên mở cái nút có nghĩa là cái nút whitelist này cái nút whitelist này là gì có nghĩa là khi mà các bạn mở cái nút whitelist này ra thì khi mà cái nút này được bật chỉ có thể cho các bạn là rút tiền từ sàn Binance US của các bạn vào trong những cái ví nào mà các bạn đã để sẵn ở trên cái mạng lưới của Binance US Nếu các bạn có một cái địa chỉ ví mới mà các bạn muốn sử dụng thì các bạn phải để vào Sau đó phải chờ một thời gian để được xác nhận Và kế đó các bạn mới có thể sử dụng cái ví mới để mà làm giảm đi cái rủi ro Lỡ như mà ai đó có thể hack được cái Google Authentication của các bạn Nghĩa là xác nhận hai yếu tố của bạn và có lên mật mã của các bạn thì họ có thể vào đây để mà rút tiền. Nhưng mà khi mà họ muốn rút tiền thì họ không thể rút vào ví của mình tại vì cái ví của họ sẽ không có trong cái danh sách trắng mà các bạn để sẵn ở trên sàn Binance. Khi mà họ để cái ví mình vào thì họ phải chờ một thời gian và trong thời gian đó các bạn có đủ thời gian để mà liên hệ với sàn Binance không cho họ rút tiền. Đây là một trong những cái điều mà khuyến khích những bài nào mà sử dụng những sàn nào mà có wireless thì nên để cái địa chỉ ví của mình vào trong wireless và mở cái wireless ra có nghĩa là cái danh sách trắng và chỉ có thể là gửi tiền vào những cái địa chỉ trong danh sách trắng mà thôi Các bạn bấm vào cái chỗ wireless và các bạn bấm vào turn on để mà mở Và sau đó các bạn cần phải để vào 6 cái số xác minh hai yếu tố của cái ứng dụng OT của các bạn để mà chứng minh là các bạn là sở hữu của cái chương mục này Và sau đó các bạn thấy được là các bạn đã thành công để mà bật cái danh sách trắng này lên và sau này chỉ có địa chỉ nào nằm trong danh sách trắng các bạn mới có thể gửi tiền mà thôi các bạn để địa chỉ mới vào thì phải chờ một thời gian thì các bạn mới có thể sử dụng được và bước kế tiếp các bạn cần phải verify identity còn như đây các bạn cần phải xác minh thân phận các bạn bấm vào verify identity ở phía bên trên này sau đó các bạn bấm vào verify sau đó thì các bạn để vào tên tuổi các bạn để vào các bạn là phụ nữ hay là đàn ông sau đó các bạn để vào ngày sinh cũng như là cái số số của các bạn để cho thay thuế sang bài đang us là một sàn hoạt động ở hoa kỳ cho nên cần phải có cái số thay thuế của các bạn để cho họ thay thuế sau này khi mà các bạn có lời hay là lỗ và cái đó các bạn để vào địa chỉ nhà của mình và các bạn bấm submit sau đó là các bạn coi như là đã verify xong cái tầng đầu tiên nhưng mà các bạn muốn có thể là gửi rút cái số tiền cao hơn tại vì có thể được là cái tầng đầu tiên chỉ cho các bạn là gửi rút cái số tiền là khoảng chừng 5.000 đô trong giờ một ngày mà thôi thì nếu các bạn muốn có thể là di chuyển cái số tiền lên tới 1 triệu thì các bạn cần phải xác nhận thân phận tầng thứ hai có nghĩa là Vans Verification thì mà bấm vào Verify khi mà bấm vào Verify thì các bạn sẽ thấy được là cái trang kế tiếp là các bạn cần phải thứ nhất là các bạn cần phải scan một cái gì đó mà có tên các bạn và địa chỉ nhà có nghĩa là các bạn cần phải scan một cái bill gì đó hay là các bạn có thể scan cái chứng từ ngân hàng của các bạn nghĩa là cái statement của các bạn hàng tháng mà có tên gì địa chỉ để chứng minh được các bạn là sống ở địa chỉ nào và sau đó các bạn bấm vào Next Khi mà bấm vào Change File để các bạn có thể là upload cái file đó Cái file mà có tên và địa chỉ của các bạn trong một cái build gì đó Các bạn bấm vào Next Rồi sau đó các bạn cần phải xác minh cái số điện thoại của mình Các bạn để vào số điện thoại bấm vào Send SMS Sau đó thì họ sẽ gửi cái mã để các bạn xác minh là các bạn là chủ sở hữu của cái số đó Các bạn để cái số xác minh vào đây Các bạn bấm vào Next Cái đó các bạn cần phải upload một là các bạn cần phải upload cái passport của mình Nếu các bạn là có passport của Hoa Kỳ Nếu các bạn không có thì các bạn có thể là upload driver license nghĩa là bằng lái Và các bạn có thể là upload một cái ID card của mình nghĩa là upload thẻ xanh Hay là cái ID mà DMV đưa cho các bạn Các bạn có thể sử dụng bất cứ một cái ID nào Sau đó các bạn bấm vào cái mà các bạn muốn Thường thì sẽ upload driver license nghĩa là bằng lái Thì thường bấm vào bằng lái Sau đó thì các bạn có thể là bấm take photo để mà chụp hình bằng lái lại thì các bạn bấm vào take photo nếu các bạn này đang sử dụng cái điện thoại các bạn hãy bấm vào Prefer to use mobile Có nghĩa là các bạn muốn sử dụng điện thoại của mình để mà chụp hình Thì các bạn bấm vào Start Sau đó các bạn bấm vào Allow nghĩa là cho phép Còn những người nào mà sử dụng điện thoại Thì các bạn có thể là để cái email của mình vào trong cái hàng đầu tiên Hay là các bạn có thể là scan cái QR code tất cả đều giống nhau Các bạn để email của mình vào bấm send thì họ sẽ gửi một cái email tới Trong cái email sẽ có một cái link các bạn bấm vào cái link đó Từ điện thoại của mình thì sau đó là các bạn bấm vào cho phép sử dụng camera trên điện thoại các bạn bước thứ ba là chụp hình cái ID của mình và đầu tiên hết các bạn là chụp cái phần trước sau đó các bạn chụp hình lại ID của mình phần sau và cuối cùng là các bạn cần phải chụp hình mà có cái mặt của mình có nghĩa là các bạn cứ đi theo những cái hướng dẫn khi mà bấm vào cái link ở trên điện thoại và sau đó các bạn coi như đã thành công để mà xác nhận cái ID của mình các bạn cần phải chờ một thời gian để coi coi là Binance có chấp nhận những cái chứng từ các bạn gửi tới hay là không có chấp nhận cái bill mà các bạn để lên trên Binance mà có tên và địa chỉ nhà có chấp nhận là các bạn chụp mặt trước mặt sau của ID của mình và chụp hình mặt của mình hay là không và khi mà nó thành công thì các bạn sẽ nhận được một cái email từ Binance nói là các bạn đã thành công và chỉ đơn giản như vậy thôi khi mà các bạn đi vào những bước này thì thực ra là mỗi một bước nó sẽ có cái hướng dẫn trên màn hình để các bạn bấm vào để làm bước kế tiếp chứ không có phức tạp như là các bạn nghĩ. Các bạn nào mà hứng thú muốn tham gia vào sàn Binance US thì một lần nữa ở phía dưới video này có cái link các bạn bấm vào thì các bạn có thể là đăng ký sàn Binance US thông qua link của thùng Capital. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần quay trúng thưởng cho cái bạn thứ 10, nghĩa là bạn này sẽ là bạn cuối cùng. Nhận được 100 đồng USDT Đến từ sàn NAPEX Nhưng mà nào mà đã để lại comment Với lại cái UAD sàn NAPEX của mình Trong cái video 725 Thì trước hết tôi cần phải lấy cái URL Của cái video 725 này Tôi cần phải copy lại địa chỉ Của cái video này Sau đó chúng ta vào trang web commentpicker com Các bạn cần phải page địa chỉ này vào chúng ta get comment cứ coi là bao nhiêu bạn đã để lại comment thì những bạn nào mà đã trúng thưởng như đợt trước đây chính bạn trước đây thì những bạn nào mà đã nhận được cái số tiền đến từ NAPEX gửi thẳng tới chương mục của các bạn thì các bạn có thể để lại comment để thông biết những bạn nào mà chưa nhận được thì thường trong vòng 3 tới năm ngày các bạn sẽ nhận được cái số tiền này đến từ sàn NAPEX Nếu như các bạn mà chưa nhận được sau khi một tuần thì cái cách đơn giản nhất để có thể thông báo cho thường biết là bạn chưa nhận được là các bạn chỉ cần để lại comment ở phía dưới youtube video là mình vẫn chưa nhận được cái số tiền đến từ napex và đây là UID của mình có cái UID thường sẽ có thể là hỏi napex coi khi nào các bạn mới có thể nhận được cái số tiền đó và chúng ta thấy được là cái video này có 201 một comment và chúng ta bây giờ hãy chọn các bạn nào sẽ là bạn may mắn trúng thưởng lần thứ 10 và sẽ là bạn cuối cùng trúng thưởng trong cái đợt campaign này và bạn đã trúng thưởng đó chính là bạn Pham Nam và cái UID là 10589364 với cái comment là cảm ơn thường đã chia sẻ thông tin cảm ơn bạn để để lại comment cũng như những bạn nào mà đã tham gia trong suốt những cái video trong vòng 2 tuần qua để có thể có được cơ hội trúng thưởng sàn và chúc mừng bạn đã trúng thưởng trong cái video này Thì thông báo sàn sẽ gửi tới 100 đồng USDT trong thời gian ngắn nhất có thể và đây là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn muốn theo dõi Thuận video trên những cái mạng xã hội để nhận được những cái thông tin mới nhất thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này. Các bạn sẽ tìm thấy những cái thông tin như là Telegram Channel, Facebook và Twitter. Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái sàn giao dịch crypto thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận Capital như lời ưu đãi của sàn NAPEX. Đăng ký thông qua liên của thuận Capital, các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tính hiệu trade miễn phí hay là sàn Binance. Các bạn có thể đăng ký thông qua liên của thuận Capital, các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi. Bấm vào liên đăng ký, các bạn sẽ để ý là ở phần phía dưới sẽ có cái chữ đó chính là Kickback Rate 20% và các bạn cũng có thể tham gia những sàn như là sang margin Bybit, sang sàn Coinbase, sàn Metano và anh dùng BlockFi. Đương nhiên tham gia vào trading crypto thì có rất là nhiều nguy hiểm và rủi ro cho nên không phù hợp với những bạn nào mà không chấp nhận nguy hiểm và rủi ro cao Và nhất là những bạn nào mà tham gia vào trading margin thì nguy hiểm rủi ro lại càng cao hơn cho nên các bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mà tham gia vào trading crypto bản thân thuận tôi đã chia sẻ là thuận chỉ thích đầu tư lâu dài và chỉ thích trung bình giá và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay Thuân sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.